là trong cái hạnh của mình không có, trong sự tham lam, tham lam cố chấp. Tại vì mọi sự việc người ta đang ngăn cấm rồi, mấy bà tham lam cái lòng dục vọng của những sự tham lam đó, bằng mọi cách phải đi tu với gặp thầy cho được. Đó là cái dục vọng của sự tham lam. Từ cái chữ đơn giản thì bà không hiểu được cái chân lý, thì làm sao mấy bà tu được, hiểu không? Toàn là tôi thấy nghe mấy bà sấn vô thầy, tôi thấy phải ghét á. Đừng chạm thầy. Chạm gì? Chạm vô đụng mới được có sức khỏe, tôi không biết làm sao đó. Người dân mình không hiểu biết nên có ôm chụp ảnh, gơ chụp ảnh nữa. Chưa nói vấn đề chụp ảnh nữa. Đức Phật là, trong khi Đức là đại kỵ cái vấn đề chụp ảnh. Nhưng mà tại vì Ngài đâu có phải là từ chối được quý vị. Quý vị cũng hiểu cái tâm trạng của Ngài. Có nhiều người hỏi tại sao mà người ta chụp ảnh, ổng không chịu, không phải. Tại vì Ngài Minh Tuệ ông trở thành một Đức Phật rồi. Bây giờ ai muốn làm gì đó làm. Ổng bất lực, bất tòng tâm. Nếu mà không cho người ta làm điều đó thì nói ông này tu gì kỳ vậy? Nên trở thành Đức Phật sao cái thiện mỹ nó kỳ vậy? Một cái điều rất là khó, cho nên bằng cách thôi thầy ẩn tiếp thôi, cháy mấy mẹ ngồi lên trong anh đúng lệ Phật, chân Phật tử phải bỏ dép, đúng, phải bỏ dép trong vấn đề, phải cung kính, phải cúi đầu, phải cung kính, dâng lên cho những người người ta khất thực cho mình. Có nhiều người đi vô khất thực đó quý vị biết không, đi lo đơn bu lại không à. Chơi nhà mà vô tình các thầy khác thật không có gì ăn hết trơn. Gói mì cô không biết nữa. Bây giờ tôi đã nói rồi, bây giờ các bà cứ ngồi ở ngay ở nhà đó, cái ngày đó thầy đi ngang cái đường đó, tất cả nguyên cái chuyến đường nó ăn chay cho tôi, nguyên cái tỉnh nó ăn chay ngày đó cũng không có sao trơn. Rồi vô tình ngày khác khất thực ở đâu cũng có đồ chay để cho ngài. Đi lo chạy theo thầy không mà, ở sớm vậy mà ghé khất thực đâu có đồ ăn. Có đồ ăn gì không, không chạy ra chợ mua đồ ăn chay đem. Cái đó là nó không có lòng từ bi. Từ bi là chính tay mình làm cho một một cái vị khất sĩ á, một cái món đồ đó là lòng từ bi của mình. Còn mình đi mua mà nó bình thường, hiểu không? Chạy đi mua. Số đông vô minh nên bị thành phần phá hoại gây lộn xộn. Mọi người không ý thức như vậy đó. Xảy đến chuyện cái đầu quay qua nói mấy má ngồi trên đó biết còn què gì đi chửi người ta. Rồi mấy cái thằng YouTuber, giờ tôi nói thẳng với quý vị, nếu mà không có YouTube á, làm sao mình biết được những cái thông tin như thật sự như thế này. YouTube người ta rất là có ý thức, nhưng mà tại vì mấy bà không có ý thức, mấy bà chạy theo. Tại vì YouTube quay theo là buộc lòng họ phải quay rồi. Mấy bà nắm cái địa chỉ, nắm tình hình rồi mấy bà chạy theo. Tôi quỳ tôi lại mấy bà đó. Mấy bà đừng có lại Ngài Minh Tuệ, mấy bà ngồi yên tôi lại mấy bà cho. Mấy bà đừng có lại Ngài Minh Tuệ như vậy. Các thầy không thấy nữa, rồi em chỉ biết khóc thôi. Ừ. Theo ám. Rồi cái con mẹ Kim Anh đó, ở nhà lo làm đi. Xồn xồn chạy ra 200-300 cây số ra ngồi đó vô nằm dạ. Quý vị nghĩ đi, tôi đã nói rồi. Các anh các chị phải có ý thức. Trong khi người ta đi trong những cái chuyến bộ hành, người ta phải có những cái riêng tư của người ta. Thí dụ đi trong tâm của mình phải đi, phải có cái chữ niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cho con người mình nó khỏe, nó nhẹ nhàng, hiểu không? Mấy bà chạy theo như vậy rồi cái tâm tư của mình á, nó đâu có xốn vào để niệm cái chữ A Di Đà Phật đâu, hiểu không? Còn cái thứ hai nữa, khách khứa mà lợi nhà cái kiểu đó, mà cỡ như nhà cha mẹ Ngài Thích Minh Tuệ mà lợi đó, tôi hỏi quý vị, nó leo rào nó vô đó, nó ngồi đó nằm dạ như cái con Kim Anh, nó vô đó ngồi bắt người ta tiếp vậy. Cái thứ vô học. Mình biết nghĩ cho bản thân mình không biết nghĩ cho người ta, vậy mình tu chưa? Mình phải lấy cái trường hợp của mình. Trời ơi, mình mà khách đông gì sao mình tiếp nổi ta? Mình phải lấy mình để làm cái chuẩn để suy nghĩ cho người khác. Đặt người khác là mình, thì mình nghĩ như thế nào? Lên đó trong khi cha mẹ người ta già, lớn tuổi, anh em người ta còn phải đi làm. Ai mà ngồi đó mà tiếp ông bà hoài vậy? Hả? Còn muốn đi tu thì muốn đi đâu đó đi, đi đâu cũng được, nhà của tôi. Tại vì nhà cha mẹ của thầy là cái người từ bi mà quý vị, không lẽ giờ nói nặng lẽ đuổi, nhưng mà trong tâm họ rất là khó chịu. Họ chỉ dây quanh đi đái không được, đi ỉa không được, đi ngủ không được, ngồi tiếp hoài vậy à. Người ta lớn tuổi rồi, hiểu không? Tôi nói cho mấy bà, mấy ông banh cái não ra để hiểu đó. Hôm qua tôi đã cảnh báo rồi, tôi nói đây nè, cái đà này là chắc chắn từ đây tới tối tới chiều thầy ẩn nấp tiếp. Chào em gái, dạ cảm ơn, ở nhà nghe kênh. Đúng, chưa có hiểu cái hạnh, chưa có hiểu được cái chân kinh, mình hiểu sơ thôi, rồi mình hãy đi thực hành, hiểu không? Đi theo thầy, rồi bắt đầu đi theo quay mấy thầy mấy bà, núp 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 ra, nhiều khi ông thầy ông đi đái không được,
lấy cái chai đi đái không được. Sao mấy bà, sao mà cái hạnh duyên mấy bà, sao nó mất cái hạnh, cái duyên quá vậy? Nó mất đi cái hạnh, nó mất đi sự từ bi, nó mất đi sự cung kính. Mà ở đó tôi đi đỉnh lễ thầy sao? Vô ý thức, nói ra lì lợm như con bò con trâu mà nói. Đã có giữ được giới không mà sánh giới thần với Phật, không có giữ được cái giới nào hết trơn. Nhiều khi sáng đi chiều về vô khách sạn chơi bồ, chơi chồng, chơi con, rồi cái sự ô uế đó làm sao được quý vị, hiểu không? Nó ô uế là vợ chồng mình quan hệ sống nhau nó bình thường, nó không ô uế, mà trai trên gái dưới nó mới ô uế. Hôm nay em đổi tên khác à, chắc bọn thiếu não đánh. Trời ơi, đánh sập em hôm cái bên bên thoại nhân bên kia là em bị dựng cờ nữa đó, dựng cờ nữa. Lụm con mẹ. Tôi không biết cái con mẹ đó, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tôi không biết cái con mẹ đó là gì. Quý vị gọi vào màn hình cho thoại nhân để nó cắm cờ nữa đó. Vô ý thức. Vô ý thức lắm quý vị. Tự nhiên nghe nói thầy, nói thật nghe nói thầy về Gia Lai, bản thân cá nhân tôi nha, trời ơi mình cầu xin cho thầy được mạnh khỏe, được bình an. Tôi chỉ cầu mong cho thầy được bình an và tất cả các tăng đoàn, tất cả các anh em gọi là trong đi bộ hành đó, đi bộ hành cùng thầy được rất nhiều sức khỏe, để đừng bao giờ dừng lại con đường tu tập, hãy cố gắng lên, mình cầu nguyện cho họ. Chứ ở đâu mà đi chạy ra đó, nắng no gần chết bây giờ nè. Hôm qua thầy ẩn núp, bữa nay vẫn còn ngồi ở trước nhà thầy nằm dạ để gặp thầy. Bởi vì em nói với bà con của bác, đâu phải con đường mà trở thành một đức Phật đâu phải là chuyện đơn giản, nó khó lắm. Nội mình dây quanh cái đó là gọi là tiểu yêu đó. Tiểu yêu từng cái dương quốc họ đến, họ phá thầy, họ phá thầy. Rồi tất cả nè, chưa nói cái tiểu yêu từng dương quốc tới nữa, còn nhiều thứ khác nữa. Kiếp nạn của thầy nó trùng trùng điệp điệp, mà khi nào bây giờ không ai mà khống chế nổi cái lòng cung kính của họ. Cái cung kính là tôi biết, cái cung kính tôi biết, mấy bà cung kính tôi cũng cung kính vậy, mấy bà yêu thương thầy tôi cũng thương thương thầy vậy, yêu thương. Nhưng mà cái tình yêu thương của mỗi con người nó khác nhau, và cái giá trị nó khác nhau. Không phải các bà yêu thương mà luôn luôn lúc nào cũng làm phi người khác là mấy bà yêu thương. Mấy ông yêu thương, mình yêu thương người ta, mình sợ người ta phiền, mình né. Rồi cái chạy đi ra đó là làm gì, rồi gặp thầy về mấy bà làm giàu không? Hả? Bạn nói đúng quá, mọi người nên thấy thầy tu, cả thế giới mới có một thầy. Hôm qua tôi nói rồi, thì tôi nói chút xíu là xuống là tôi có tin liền. Tôi có đoán sẽ trốn từ lúc ẩn tu lần đầu rồi. Tại vì quý vị nên nhớ kỹ nha, hai lần xuất hiện của cái con nữ đó là con nữ từ quốc dương nào về đó. Con nữ đó là hai lần xuất hiện đó là thầy đều ẩn núp hết. Ẩn núp hết. Chúng ta phàm phu nhỏ bé lắm, chụp ảnh, chụp chung. Mà hỏi cho quý vị nha, nhiều khi tôi nói thật với mấy bà nha, mấy bà chính mấy bà mấy ông là người hại thầy. Bây giờ ông làm tất cả cái bộ hành pháp đó để khống chế lại cái lũ ma tà ở xã hội này. Ngài đang khống chế đó. Quỷ ma lại có phá ngài như thế nào, quá rối như thế nào. Hàng trăm cái điện thoại chỉ vào mặt của thầy chụp hình. Cái thứ nó tôi nói thật quý vị, cái thứ đó là cái thứ vô hạnh vô đức. Cái thứ đó không giá trị của tu tập, đừng có gặp thầy nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đừng có gặp thầy nữa. Cái đó là đi làm gì? Đâu phải là đi cung kính, đi tò mò, đi rình rập á, đi chụp hình á. Chứ cung kính gì? Cung kính ngồi ở nhà cung kính để cho thầy, để đi đúng cái bộ hành đi. Thầy đã trở thành đi rồi, tha hồ mấy bà đã ở đó, mấy bà gặp thầy. Mấy bà đủ duyên, đủ hạnh mấy bà gặp. Tôi nói thật với mấy bà, tôi tuyên bố với mấy bà nè, thầy biết hết, ngài biết hết chuyện gì đã xảy ra. Mà cái nơi nào á, tại vì khi mà họ tu tới cái cảnh giới đó rồi, họ có một cái cảm nó rất là chuẩn, một cái cảm biến giống như cảm biến của điện từ, hay lắm, biết cái điều gì đã xảy ra trước mắt mình. Cho nên ngài biết cái thằng này nè, nó tu thật, thằng này nó tu giả, ngài biết hết. Cho nên ngài triệu tập có những người đồ đệ, được 12 đồ đệ.
72 người mà được 12 đồ đệ mà còn lọc lại lần nữa nha quý vị, là sẽ đi theo thầy đó, tất cả các huynh đệ đó sẽ theo thầy. Hôm qua vừa rồi là đi theo thầy, tự tu mà tìm công đức. Con người bây giờ công đức ai cho mình? Thầy không mang cho cái công đức đến cho mình, mà thầy cũng không có giá họa cho mình. Thầy không có làm cái điều giá họa đến cho ai cả. Cái công đức là do mình tạo, hiểu không quý vị? Quý vị là cái người tạo ra cái công đức đó. Mấy con người chúng ta là biết phục đức mới có đức, mà con người ta đi cái đức không ai cho mình hết trơn. Có thể tôi cho các bạn, có thể các bạn lừa tôi 2-3 tỷ đồng, lừa hết tất cả các gian sang tài sản của tất cả mọi người, nhưng cái đức không ai cho quý vị cả. Đức là tự mình phải trao dồi cho mình có cái đức. Cái đức là nó phải có cái trí, mà trí mà không có trí thì lấy đâu ra đức? Có trí mình mới làm được phục đức chứ, đúng không? Thầy không được tự do, không có ý thức, không có ý thức. Chào em gái, em chào Bảo Trinh, chào tất cả quý vị. Ngồi mà nói thật với quý vị, mà tôi nghe, tôi đã cái thông tin tôi nghe nói thầy đã ẩn rồi, là tôi nói rồi, tôi nói, đã nói chính xác 100%. Tôi hôm qua tôi tuyên bố 100% là cái kiểu này là thầy ẩn nữa. Bù đông quá trời mà. Tưởng đâu cái sự việc xảy ra đó là cái kinh nghiệm, đúng không quý vị? Cái kinh nghiệm quá trời, vậy kinh nghiệm ai vậy còn dữ hơn nữa. Cái được gọi là cái gì, người ta thường gọi là cái thứ lì, cái thứ lỗ tay cây đó. Người ta kiểu mà chửi á, gọi là lỗ tay cây đó. Tưởng đâu có chuyện vừa rồi, trong cái chuyến bộ hành vừa rồi, quá trời người họ chạy theo, bu theo. Mình tưởng đâu lần này chắc chắn mọi người có ý thức, mà về còn hơn nữa. Giống như là thầy trở lại, mấy bà làm lợi hại hơn xưa nữa. Mấy bà, mấy ông ác quá. Làm cho tất cả những người họ ở nhà, họ ngồi ở nhà, họ thất thẩm, họ lo lắng. Nhưng mà tôi khẳng định một điều, thầy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thầy không muốn gặp ai nữa. Tại vì gặp người này phải gặp người kia. Cái lời nói nó truyền nhau, nó truyền sẽ gặp. Cho nên thầy ẩn. Với hai nữa, vào cái mùa an cư kiết hạ rồi, phải ẩn trong vòng 3 tháng sau tính sao. Thầy khổ lắm. Chứ đừng có nói mà không khổ gì. Chứ Đức Phật là người muôn vạn chúng sanh, quý vị thiết. Thầy quý vị thấy cái ngày ngày Thích Minh Tuệ giờ, quý vị thấy Đức Phật khổ chưa? Đụng cái Nam Mô Di Đà Phật, Phật ơi Phật ở đâu, Phật ở đâu. Thì y chang vậy đó. Hễ mà làm cái diện chút cũng kêu Phật, đi đâu té ăn cái cũng ghéo Phật, làm cái diện chút xíu cũng ghéo Phật. Tự nhiên cái gì cũng kêu Phật, mà ăn không có ghéo Phật. Ăn không có réo Phật. Có chuyện giá hoại, tự nhiên cái Phật của mình, Phật trong lòng mình mà. Phật thì trong lòng của tất cả muôn vạn chúng sanh cung kính mà. Đụng cái Phật làm phiền Phật, thì giống như vừa rồi những cái bài mà tôi là nói với quý vị nhiều lần rồi đó. Mình là cung kính Phật thì mình đừng bao giờ làm phiền Phật. Vậy với mấy bà cung kính Ngài Thích Minh Tuệ, Ngài Thích Minh Tuệ chúng ta xem là Phật, nhưng tại sao mấy bà lại làm phiền? Thì mấy bà có cung kính chưa? Tự nhiên Phật mình cái tự nhiên làm phiền. Giờ cha mẹ ông bà của mấy bà, mấy bà mà làm phiền gì mấy bà chịu không? Chịu không? Con của người ta như vậy, ông bà tuy nhiên người ta không nói, nhưng thật chất mấy bà làm quá đáng. Nhưng thật sự tôi nghĩ rằng, quý vị nghĩ đi, Ngài Thích Minh Tuệ không đi đâu cả, và bắt đầu trong những ngày sắp tới, đùng một cái quý vị thấy rồi, chừng ổng ở trên núi ông Két, ở vùng bảy núi đó, sao không thấy toàn mấy bà cô chứ nhào nhào. Nhào vô không mà quý vị, lắm muốn ăn thịt ổng vậy, quỷ mà. Nói đàng hoàng, nói đúng thì không thích nghe vậy chứ mấy cái con tào lao. Nói tử tế, nói đàng hoàng không có nghe. Người ta đã tha thiết, người ta đã nói rồi, tất cả mọi người được quyền cung kính thầy, nhưng mà các anh các chị đứng dài theo dọc đường đi ngang đảnh lễ gì cũng được, có nhào vô làm chi vậy? Nói nó tức không biết, nó tức tôi nói tức hai lần rồi, tôi nói với bà, tôi nói một lần này nữa nè, một lần nữa nữa nha, là ba lần á. Hai lần rồi, hãy thấy con nữ đó là bắt đầu là thầy trốn. Nữ Kim Anh đó, Kim Anh ơi dì vàng đau thương má ngỡ, trôi theo dòng nước chảy. Đó Kim Anh đó, Kim Anh đó nó tàn nhẫn đó quý vị. Hãy mà thầy cái sự xuất hiện đó là thầy trốn mất tiêu. Thầy đi ẩn tu rồi mà còn bu. Bu vô đó, tôi biết bu vô để làm gì. Giờ đi lại cái chỗ mà cái trại của thầy ngồi đó, giờ nằm dạ đó. Nằm dạ lấy cái hơi của thầy đem về để cho nó khỏe. Tôi không biết mà cái sự vô minh của mấy bà, tôi không biết chừng nào mấy ông mấy bà mà được có cái trí tính, được cái huệ nhãn. Mới được có trí tính mà cái huệ nhãn không có, làm sao có cái trí tính được.
ẩn rồi nhất khóa tam, nhất ba tam gì ba cái lần thứ hai rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mấy bà sau này mấy bà không có duyên, tôi chắc chắn một điều mấy bà sẽ không gặp thầy. Ba 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 vô cái thứ gì đâu, nói tới mà tôi tức cái lòng ngực. Tức.